Rồi chào cả nhà luôn ha, chúc cả nhà một ngày mới có nhiều niềm vui mới luôn. Hôm nay thì mình mua cái lưới này là lưới căng để bắt mấy con chim, mấy con diều, mấy con cò đâu cả nhà. Ở đây mình nuôi mấy cái vèo cá nè. Vèo cá này bây giờ ở dưới mương mình cũng có thả, mấy ngày mình thả rất là nhiều luôn. Cá điêu hồng, cá chép, cá hường thì đủ hết cả nhà, cái mè trắng nữa. Bây giờ mấy con chim nó leo lên mấy cây mít của mình nè, dưới cây mấy cây mít, mấy cây dừa, mấy cây cóc đó. Rồi khi vắng vắng lấy xà xuống ăn cá quá nhiều luôn. Rồi hôm nay mình mua cái lưới này là lưới tàng hình ha, là kiểu lưới tàng hình đó. À, cái này là khổ 5m, 30m ta có ghi cả nhà. Này trên mạng thì mình mua khoảng chừng 150 thôi. Còn ở mấy cái tiệm thì mình mua cũng nè, ta ghi ta bán 170 cả nhà. Mình mua trên mạng thì có phí vận chuyển ha. Con này mình mua ở ngoài tiệm bán chỗ dụng cụ đánh bắt cá đó, lưới chài đó. Mình mua về mình sẽ căng phía trên đó đó cả nhà. Mình căng cỡ chừng dài tay lưới này nè. Mình căng dài trên đó đặng khi mà có mấy con cò con này kia lại nó ăn cá của mình đó, thì nó bay xuống nó dướng ha. Để mình căng trước cái này cho cả nhà xem. Còn một cách nữa là mình căng lưỡi câu ha. Hôm nào mình có mua lưỡi câu đi, lưỡi câu vuông lớn lớn cả nhà. Mình giăng để mình câu nó luôn cũng được, nó bay xuống cánh nó dướng vô ha. Bây giờ mình căng cái này cho cả nhà xem ha. Rồi kết quả này sao để mình diệt bớt mấy anh chàng mà ăn cắp cá của mình cả nhà. Rồi đây cái lưới tàng hình của mình đây. Đó, nó quá nhí không thấy được, đúng là tàng hình đó cả nhà. Đó, bé xíu nè. Cái cộng nó cái này giăng mấy ngày dính chim cũng nhiều mà đu bu mình không có quay được ha. Nó dễ bị gấu quá, mình lôi một đoạn nó dính vô cỏ hoài cả nhà. Đó, hôm nay có dính. Đây, dính tội nghiệp, có dính một con bướm rồi. Đây, con bướm to nó dính cả nhà ơi. Đây nè, nó dính con bướm quá bự luôn. Con bướm bay ngang dính luôn, hôm qua thì dính con cóc ha. Mấy ngày dính mấy con chim cũng nhiều. Còn cái con này thì con bù hung cái gì nè. Ô, ở đây có một con cóc luôn, tội nghiệp nó quá. Chủ yếu là mình giăng mấy con chim nó đừng có vô ăn cá của mấy chỗ cái mương mình nuôi ha. Mà mấy con vật khác nó đi ngang nó cũng dính nhiều quá cả nhà. Mấy con cào cào châu chấu gì mình giăng dài qua bên cây cóc đó nè. Cái lưới này cả nhà. Ở đây có một con cóc nè. Rồi không biết sao cứu nó đây nữa. Đây cả nhà ơi. Gỡ ra cho nó mới được. Đây nè. Một con cóc nè. Đây để mình kiếm được mình gỡ cho nó ha. Nó còn nhúc nhích, nó còn sống cả nhà ơi. Nhìn nó cũng ấn ấn. Mình không có từng bắt cóc. Đây nè, nó dính nó thẳng đơ ra luôn cả nhà. Sao gỡ ra cho nó bây giờ, phải bứt mấy cái lưới hết mới được. Đó, để mình bắt mình thả nó ra cả nhà. Mình cũng tội nghiệp nó mà thấy ghê quá cả nhà ơi. Đó đây. À, nó còn sống này chắc nó cũng đuối rồi, nó đói nó khô rồi. Rồi sau một hồi mình ngưng quay mình gỡ cho nó cả nhà ơi, nó còn thở nè. Đó. Nó dính vô cái lưới tội nghiệp nó quá, nó sắp chết rồi nhưng mà nó cũng còn sống ha. Cái lưới quá trời khó gỡ cả nhà. Mình giăng ở đây mấy ngày chim rồi dính cũng nhiều. Có lưới này thì mấy con chim nó cũng sợ nít lại ăn cá ha. Nhưng mà nó dính cũng nhiều, con này con kia cũng tội nghiệp đó. Đó, mình nó còn thở thở nè cả nhà. Giờ kiếm chỗ mát mình thả xuống nước đi. Chắc có lẽ là nó khát nước rồi đó. Giờ thả xuống mương cả nhà. Ở đây thì mấy con này nó chết rồi, mình không có cứu được nữa. Con bướm với con bồ hung này nè. Ở dài đằng kia nữa. Giờ thả cho nó về mương cả nhà. Cho nó xuống nước chút xíu ha. Cái lưới tàng hình thì nó cũng im, mà mấy con vật nhỏ nhỏ dính cũng tội nghiệp ở cả nhà ơi. Đây thả nó xuống nước luôn. Đó, lội đi rồi. Mừng quá mừng cả nhà ơi. Lặn mất tiêu rồi. Đó, tội nghiệp nó không. Lặn rồi, trốn dưới lặn mất tiêu rồi. Ô, ra ngoài kia kìa. Đó, đây nè cả nhà. Nó lội giữa mương luôn rồi. Trốn mất rồi, mất biệt luôn rồi. Ô, qua bên cái quèo cá chê của mình luôn rồi. Nổi cái bển kìa, mừng quá mừng luôn. Đó, vô vèo cá chê rồi. Nó núp sau vèo cá chê, nó đu phía sau rồi cả nhà. Đó, hôm nay mình cứu được một con cóc rồi. Cái lưới này để về hôm mấy con chim nó bớt rồi mình gỡ nó ra để dính mấy con này tội nghiệp. Ô, đây dính một con nữa cả nhà. Ở đây thì một con cóc nữa luôn. Hai con. Đây một con nữa nè, bị khô luôn rồi. Con này thì chết khô rồi. Rồi cái lưới chắc không im rồi. Đây này chết khô luôn cả nhà ơi. Chắc mình kêu mình với ba mình gỡ ra quá. Dặn gì thì mấy con vật nó dính không tội nghiệp nó quá.
Rồi, video về cái lưới tàng hình bắt chim của mình xin tạm dừng ở đây ha. Hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo của mình.